Messi khoác tấm áo mới, sẵn sàng sang Ả Rập đại chiến Ronaldo. Nhiều đồn đoán về tương lai của Messi xuất hiện khi người hâm mộ thấy anh khoác lên mình chiếc áo của Ả Rập. Mới đây, Messi đã khiến người hâm mộ của mình phải bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến anh khoác lên mình trang phục truyền thống của người Ả Rập. Bức hình sau đó đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với những đồn đoán về tương lai của ngôi sao người Argentina. Một số ý kiến cho rằng Messi đã sẵn sàng rời Inter Miami để chuyển tới một câu lạc bộ khác tại Ả Rập. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Messi đã nhận lời hợp tác với Savia, một thương hiệu chuyên bán quần áo và các phụ kiện khác có tiếng tại Ả Rập Xê Út. Hình ảnh Messi khoác lên người phục trang Ả Rập cũng là được chụp trong một buổi chụp hình quảng cáo cho Savia. Thông cáo báo chí, đại diện thương hiệu Savia cho hay Messi là một trong những cầu thủ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng màn hợp tác này sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Trước đó, Messi cũng từng hợp tác với Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út để trở thành đại sứ du lịch cho đất nước dầu mỏ. Hợp đồng của ngôi sao người Argentina có thời hạn 3 năm cùng thù lao khủng lên tới 25 triệu đô la Mỹ. Ngoài Messi, Ronaldo cũng là một trong những cầu thủ sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị tại Ả Rập Xê Út. Hiện tại, CR7 đang sinh sống tại quốc gia này và thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr. Tuy nhiên, những hành động không đẹp với cổ động viên gần đây khiến giá trị hình ảnh của Ronaldo giảm đi đáng kể. Hợp đồng của Ronaldo tại đội bóng Saudi Pro League sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, Ronaldo không có ý định rời đi. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, CR7 khẳng định rằng anh và các đồng đội tại Al Nassr còn nhiều mục tiêu. Bản thân tôi hoàn toàn hạnh phúc và thoải mái khi ở đây. Tôi rất vui khi được đại diện cho Al Nassr và mùa giải hiện tại cũng rất tích cực vì chúng tôi đã có cơ hội ở tất cả các giải đấu.